Hôm nay Huy muốn giúp cho các anh chị làm thế nào nuôi con tôm càng xanh này thành công trên cái nước ngọt. Xin chào các anh chị và các bạn, tôi là Trần Quang Huy, tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc cũng như là nuôi tôm, đặc biệt là các loại tôm ở nước lợ và nước ngọt. Thì chủ đề hôm nay Huy muốn gửi đến các anh chị và các bạn đó là cái kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong nước ngọt. Thì như các anh chị đã biết thì con tôm càng xanh là một con tôm mà nó cũng là rất phù hợp với đồng bằng sông Cửu Long chúng ta, đặc biệt là những cái vùng đất mà nó là nước ngọt. Nước ngọt như là vùng Vĩnh Long, Đồng Tháp hay Long An, Cần Thơ, thì An Giang, thì nói chung ở đâu có nước ngọt mà dồi dào thì ở đó chúng ta có thể nuôi được tôm càng xanh. Tôm càng xanh các anh chị có thể nuôi trong ruộng lúa hoặc là thuần túy nó là một cái ao quảng canh hoặc là một cái ao lan, chúng ta có thể là nuôi tôm càng xanh vào trong đó rất là dễ. Như các anh chị đã biết thì con tôm càng xanh cũng có giá trị kinh tế rất là cao. Rất nhiều người cũng thích thú ăn con tôm càng xanh. Tuy nhiên con tôm càng xanh thì phần thịt nó không có nhiều so với cái con tôm sú hay là con tôm thẻ chân trắng hoặc là con tôm hùm. Tuy nhiên nó cũng là một loại tôm mà mang lại cái dinh dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng ly sinh, một loại khoáng chất mà vô cùng thiết yếu trong con tôm, giúp cho chúng ta chống chịu được cái ung thư và nhiều loại bệnh khác. Cho nên con tôm càng xanh cũng là một con tôm mà có giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên là sản lượng nó đem lại không lớn và cái lượng thịt ở trong con tôm không lớn, chính vì vậy mà nó ít phổ biến hơn những con tôm khác. Tuy nhiên là trong những cái bữa tiệc cưới hỏi lớn thì hầu hết mọi người cũng hay thích ăn con tôm càng xanh vì nhìn nó có vẻ rất là hoành tráng, to, và để riêng một cái dĩa lớn như thế thì nó rất là ngon, nhìn rất là bắt mắt. Hôm nay Huy muốn giúp cho các anh chị làm thế nào nuôi con tôm càng xanh này thành công trên cái nước ngọt. Như các anh chị đã biết thì cái diện tích mà nước ngọt ở Việt Nam chúng ta rất là lớn, phải nói là rộng lớn bao la. Nhưng mà đầu ra của con tôm càng xanh nó không lớn thôi, cho nên chúng ta ít có đầu tư về con tôm càng xanh. Nhưng cái việc mà các anh chị đầu tư con tôm càng xanh trong cái ruộng lúa của mình, thực chất giá trị đem lại của con tôm càng xanh, cái lợi nhuận nó còn cao hơn các anh chị là việc các anh chị đi trồng lúa đó các anh chị. Thì trồng lúa là cái cớ thôi, tức là chúng ta làm sao cái môi trường để mà nó có những thức ăn thiên nhiên để con tôm càng xanh nó ăn, và chúng ta giữ được cái nơi cư trú cho con tôm càng xanh. Như các anh chị đã biết thì con tôm càng xanh nó có hai càng rất là lớn phía trước và nó đào hang rất là khủng khiếp, cho nên là cái chỗ để nó có chỗ cho nó đào hang nó ở, rồi có chỗ để cho nó sinh sôi, nó có thể đẻ luôn trong hồ các anh chị. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thường thì các anh chị nuôi tôm trong ruộng lúa. Như vậy chúng ta nuôi như thế nào? Thì cái ruộng lúa lớn như vậy các anh chị chỉ cần nuôi khoảng chúng ta trồng lúa khoảng 2/3 cái khu đất của mình thôi. Còn lại những cái vùng đất xung quanh cái ruộng lúa, 1/3 còn lại các anh chị hãy đào nó xuống sâu hơn mặt đất, khoảng cỡ 5 tấc đến 6 tấc, để cái khu đó nó có chứa nước nhiều hơn, và con tôm có cái cơ hội xuống dưới đó để nó đào hang, nó ở, nó sống dưới đó. Và tất nhiên nó cũng chui vào trong những cái ruộng lúa chúng ta nó ở, nhưng nó nằm tập trung ở những cái khu nước sâu hơn và nó ở dưới đó nó sinh sống và nó phát triển. Như vậy để chúng ta làm thế nào để có một cái ruộng lúa mà có lượng nước tốt nhất mà không ảnh hưởng đến cái sức sống của con tôm, thì chúng ta cũng phải lấy nước vào và xử lý rất là kỹ. Đừng bao giờ đánh những cái loại thuốc mà nguy hại đến con tôm, như là gì, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, những cái loại đó rất nguy hiểm, hoặc là diệt ốc bươu vàng. Nếu chúng ta muốn diệt thì diệt ngay từ đầu, chúng ta có thể dùng saponin để diệt ốc bươu vàng khi chúng ta lấy nước vào, và sau đó là chúng ta nên để những cái lưới xung quanh bờ ao để tránh cái hiện tượng ốc bươu vàng nó đi vào trong ao, nó sinh sôi đẩy nở trong đó. Đấy, và chúng ta hãy triệt để xử lý cái điều đó thì nó sẽ tốt hơn. Và thứ hai, nước trong cái ao nuôi các anh chị thì thông thường thì các anh chị hay lấy nước xông vào, nhưng mà khi lấy nước xông vào thì độ kìm rất là thấp. Chính vì vậy chúng ta nên đóng một cái giếng ở ngoài cái ruộng lúa đó, các anh chị bơm cái nước giếng đó vào trong cái ao nuôi, nó sẽ lấy được cái độ kìm cao hơn một chút. Độ kìm thông thường thì các anh chị nên giúp nó duy trì ở mức là đừng có nhỏ hơn quá 90, và luôn luôn giữ pH làm sao nó cao một chút, đừng có để pH thấp quá, pH phải 75, 76 các anh chị, đừng thấp quá.
Nếu các anh chị pH thấp quá thì nó làm cho con tôm lột xác rất là nhiều lần, và con tôm lột ép và nó sẽ suy tôm, và nó có thể bị nó không có sự sống sót cao, không phát triển tốt được. Đấy. Thì ngoài ra thường xuyên các anh chị cũng nên đánh cho nó một ít vôi CaCO3 hoặc là CaO kèm với dolomit chẳng hạn, thì rẻ tiền thôi. Cứ 10 ngày 15 ngày các anh chị có thể đánh một lần để giúp cho con tôm, cái vỏ tôm của con tôm càng xanh nó cứng cáp. Và ngoài ra nếu các anh chị làm một cái điều tuyệt vời nữa là các anh chị mua thức ăn cho tôm càng xanh, cứ một ngày các anh chị rải cho nó ăn một ít thôi, không cần nhiều, nhưng nó cũng giúp con tôm các anh chị tăng trưởng rất là nhanh, tăng trưởng rất là nhanh. Và đấy đó là những cái góp ý của Huy. Ngoài ra thì các anh chị ngay từ lúc mà các anh chị gieo tôm thì cũng nên chặn lại một cái đường lưới trong một cái khu. Ví dụ chúng ta có 4 cái đường nước thì chúng ta nên chặn lại một cái đường nước để giữ thả tôm trong đó gieo. Và sau khi khoảng 20 đến 30 ngày các anh chị dỡ lưới ra là nó đi khắp cả cái hồ, cái hồ của chị. Còn về việc lúa, các anh chị phân vân là ở trong quá trình nuôi như vậy lúa nó có sự cố thì làm sao? Thì xin thưa các anh chị là lúa thì nó không đem lại lợi nhuận cao, cho nên tốt hơn hết cứ để nó thiên nhiên, nó trổ được bao nhiêu thì trổ, nó lớn được bao nhiêu thì nó lớn, nó có bông cũng được mà nó không có bông cũng không được, không quan trọng. Nhưng mà Huy cam kết các anh chị rằng đã nuôi tôm trong cái hồ này và tôm nó ăn thức ăn nữa thì những cái dinh dưỡng do con tôm thải ra lúa nó sẽ cực kỳ là tốt và cực kỳ là xanh. Huy có thể ví dụ các anh chị những cái vùng nuôi mà ở Bến Tre, họ nuôi khi mà mùa nước ngọt lên cao thì họ nuôi con tôm càng xanh, họ nuôi con tôm thẻ hoặc con sú ở trong này ở mức nước ngọt luôn các anh chị, và họ đem lại là gì, lúa rất là ngon. Lúa này gọi là lúa thiên nhiên. Khi mà đã là lúa thiên nhiên thì các anh chị bán với giá rất cao so với những loại lúa khác. Rồi lúa này ăn cũng rất là ngon, dẻo thơm. Và một cái điều nữa là sau khi lúa này các anh chị có thể lấy lúa đó đem về để lương thực ăn trong nhà mà không cần phải mua thêm. Rồi ngoài ra tôm thì các anh chị có đem bán đi, đem bán đi thì lợi nhuận đem lại rất cao so với cái việc mà các anh chị chỉ có trồng lúa. Cho nên Huy thấy cảm thấy rất là tuyệt vời nếu các anh chị làm cái mô hình này. Thật sự thì rất nhiều người đã làm mô hình này rồi nhưng mà họ cũng có nhiều cái vấn đề họ không hiểu được, cho nên nó gặp khó khăn. Ngoài ra một cái điều khó khăn trong quá trình nuôi đó là gì, có thể trong hồ các anh chị tảo nó lên rất là dày và làm cho con tôm rất dễ bị đường ruột. Thì trong trường hợp tảo dày thì các anh chị làm đơn giản thôi, các anh chị dùng đồng xuân phát hoặc là dùng những sản phẩm như drop 635 các anh chị đánh, tự động tảo nó sẽ giảm xuống và nó bình thường trở lại. Và trong thời gian này thì các anh chị có thể là hỗ trợ trong cái điều trộn thuốc cho tôm nó ăn ngay trong viên thức ăn và các anh chị rải xuống thì tôm phát triển rất là nhanh và vô cùng hiệu quả. Ngoài ra thì nếu mà cái đáy hồ nó bị hôi thối thì lâu lâu một tháng hoặc là nửa tháng các anh chị chỉ cần là dùng vi sinh dạng hạt, như là hanh bio chẳng hạn, các anh chị đánh hết khắp cái hồ nuôi của anh chị chỉ cần 1 kg cho hơn 1.000 mét vuông là các anh chị, cho nên nó vô cùng hiệu quả. Và 1 kg chỉ hơn 100.000 thôi, không có nhiều. Vì vậy nó giúp cho các anh chị là nuôi tôm càng xanh dễ dàng hơn trong cái hồ mà có lúa, hoặc là hồ không có lúa các anh chị cũng vẫn nuôi thành công. Đấy, thì đấy là những cái bí quyết mà Huy muốn gửi đến các anh chị và mong rằng các anh chị có thể xem xét và có thể là nghiên cứu. Còn nếu có gì mà các anh chị không hiểu, các anh chị cứ đặt câu hỏi ở phía dưới cho Huy và Huy sẵn sàng trả lời trong những cái video cụ thể hơn để giúp các anh chị hiểu hơn. Cái điều các anh chị đặt câu hỏi là giúp cho Huy có nhiều cái điều để các anh chị Huy chia sẻ cho các anh chị. Chính vì vậy các anh chị hãy luôn luôn giúp cho Huy có những câu hỏi tuyệt vời để Huy làm những video hay hơn, cụ thể hơn, đúng những cái yêu cầu của các anh chị, thì giúp cho các anh chị nuôi thành công hơn và cuộc sống các anh chị phải vô cùng hạnh phúc hơn với cái sự thành công của các anh chị. Và các anh chị hãy không quên đăng ký kênh, share hoặc là like cái kênh của Huy, hoặc là cái fanpage, cái Facebook của Huy để giúp cho các anh chị có thể tiếp cận với Huy dễ dàng hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.